Rồi đây là cái nghiệm pháp gì các bạn? À, đây là một cái bản ghi ở một bé trai 11 tuổi lúc thức và nhắm mắt. Bản ghi này thì so sánh trước và trong khi làm nghiệm pháp thông khí ha. Kết quả có gì bất thường hay không các bạn? Đây là cái nghiệm pháp thông khí. Giờ so sánh giữa bản A và bản B, các bạn sẽ thấy nó xuất hiện sóng theta ha. Đây là các sóng theta nè, các bạn đo nè ha. À, đo cái thước nè. À, mình đo lên nè, một sóng, hai sóng, ba sóng, bốn sóng ha, tức là sóng theta. Thì sóng theta nó xuất hiện xen kẽ với hoạt động nền ha các bạn, nó xuất hiện rõ ở vùng 1, 2 và vùng 4 ha. Nó xuất hiện như vậy thì nó đối xứng qua hai bên bán cầu phải là 1, 2 ha, bán cầu trái là 4 nè. Nó xuất hiện đối xứng qua hai bên bán cầu thì là bình thường ha các bạn, không có dấu hiệu bất thường nha ha các bạn.